Chào mừng bạn đến với lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh. And now we're honored to present our next participant in the Áo Dài Festival. Thật tự hào khi được đại diện Việt Nam trong tà áo dài phải không nào? Hãy cùng Thùy Dung và Kara York tham gia chiến dịch Tôi Yêu Áo Dài tại đây. Tôi yêu quê hương.